Sử dụng các bảng LED siêu hiệu quả được đặt riêng từ hãng Philips để vừa đảm bảo chức năng dẫn điện đồng thời cũng có thể sử dụng truyền tải dữ liệu Internet. Các bảng này cũng được gói trọn với một cảm biến chuyển động ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, hồng ngoại, tạo ra một trần kỹ thuật số thống nhất giữa các loại dây trong tòa nhà như các dây thần kinh trong não bộ. Okay.
phàm. Còn tôi vừa lên đôi tin ai xa cũng chung một nàng yêu hoa tím tôi chuồng, nàng thường suy tư tôi khi giấc ngủ. Có người